Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Đức Phật Thầy Tây An Tiên Tri Hổ Giảo Mèo Kêu do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. Nay xem cảnh thế tinh lình, vô thường quỷ dẫn ai binh đặng nào, sớm còn tối mất lao đao, tỉ như trời chớp, sáng nào đặng lâu, dặm canh thâu, dặm canh thâu, thở than than thở lo âu cho đời, nghĩ trong cuộc thế vơi vơi, khổ tăng ra khổ trong đời gian nan kia kia quỷ mị khởi loan. Xả thương hổ rảo đa đoan hội này. Phần thời giặc giá phủ vây. Phần thời đói khát thân dày chẳng yên. Lăng xăng nhiều cuộc đảo điên. Sợ trong thế sự như thuyền chạy khơi. Trích sấm truyền Đức Phật Thầy Tây An, lưu ở Đình Tòng Sơn năm 1849, do ông Nguyễn Văn Hầu biên khảo ấn tống năm 1973. Xả thương là rắn cắn, hổ rảo là cọp ăn, ám chỉ chiến tranh Ukraine. Nga diễn biến từ năm cọp nhâm dần 2022 đến năm rắn ất tỵ 2025. Thuật ngữ hổ rào cảnh báo thời điểm thay đổi trật tự thế giới. Cần nói thêm nghĩa xà thương hổ rào. Ngày xưa, tội nhân bị phạt xử rào bằng nhiều cách như sau. Một là nhốt con rắn độc trong chuồng, rồi bắt tội nhân bỏ vào chuồng cho rắn cắn. Nọc độc rắn thấm và tội nhân trào đờm trào máu họng riêng siết chết dần dần rất đau đớn. Nghĩa là xà thương. Hai là nhốt con cọp đói trong chuồng, rồi bắt tội nhân bỏ vào chuồng cho cọp xé xác máu ra lênh láng. Tội nhân rên xiết gào thét kinh hoàng, nghĩa là hổ rào. Ngoài ra còn nhiều cách xử rào khác như thắt cổ, mổ bụng, chặt chân, tứ mã phân thây, voi dày. Đức Phật Thầy Tây An tiên tri từ năm hổ rào nhâm dần 2022 đến năm xả thương ất tị 2025, chiến tranh bùng nổ từ Đông Âu Úc, Ukraine, Nga, Cuộc chiến đẫm máu vô cùng tang thương Như là ngày xưa luật sử rào rắn cắn Cọc ăn xà thương hồ rào vậy Buồn dầu dầu Buồn dầu dầu hỗn ngươn xoay lại đời nay mơ màng Mèo kêu vang Mèo kêu vang Rắn rồng sợ chạy vào ngàn ẩn thân Ngọn cờ phất Chống thùng tan Kẻ lên người xuống hai đảng khác nhau Quặn ruột đau Quặn ruột đau Phật tiền thương chúng dạ sầu héo khô Gắng công lục tự nam mô họa may cá suối gặp hồ liên hoa. Phật trời lòng lại xót xa, giáo trong thiện chúng long hoa mà nhờ. Gió đưa ngọn cỏ phất phơ, sẽ coi cuộc thế như cờ bị vây. Cảnh đã xây, cảnh đã xây, nhành lai đời khác, đổi thay cuộc đời. Xem trong máy tạo hết rồi, ngửa nghiêng biển thẳm, dã rời bờ ao. Thuyền ai chạy tới sông đảo, thuyền ông bắt nhã Phật vào độ dân, khuyên người sớm xả bụi trần dắt cho khỏi chốn mê tân bớ người. Xúc xanh ngạ quỷ là loài, màng chi những chốn lạc loài đọa thân. Tây phương thắng bước trơn lần, hưởng nhờ môn thuở biểu châu thiếu gì. Tín thành truyền dạy vân vi, bớ người lớn nhỏ sao không giữ gìn. Nay xem cảnh thế tinh lình, vô thường quỷ dẫn ai binh đặng nào. Sớm còn tối mất lao đao, tỉ như trời chớp, sáng nào đặng lâu. Dặm canh thâu, dặm canh thâu thở than than thở lo âu cho đời. Nghĩ trong cuộc thế vơi vơi, khổ tăng ra khổ trong đời gian nan. Trích sấm truyền Đức Phật Thầy Tây An, lưu ở đỉnh Tổng Sơn năm kỷ dậu 1849, do ông Nguyễn Văn Hầu biên khảo ấn tống năm 1973. Lời bình, câu sấm, mèo kêu vang, mèo kêu vang, rắn rồng sợ chạy vào ngàn ẩn thân, ám chỉ từ năm mèo quý máu 2023. Chiến tranh Trung Đông bùng nổ giữa khối Ả Dập và Do Thái. Binh lửa tàn phá khủng khiếp qua các năm rồng rắn giáp thìn ất tỵ 2024 đến 2025. Khi bom nguyên tử nổ gây nhiễm độc phóng xạ nguyên tử, các giếng dầu Trung Đông bế tắt, văn minh điện tử tê liệt, thuật ngữ mèo kêu cảnh báo thế chiến ba bùng nổ từ Trung Đông. Sau Trung Đông sẽ tới Á Đông chiến tranh bùng nổ khốc liệt. Mỹ cùng đồng minh sẽ bao vây nước tàu, trận chiến biển đông vô cùng tang thương. Thế này cạn, sự đã rồi mở mang rời đổi lập đời thượng ngươn chuyển luân thiên địa tuần hườn. Hội này thấy lửa tạm lam cháy mày, ít ai tỏ biết đặng hay, ví như cầm chén rủi tay bể rồi. Thầy xưa lời dặn hẳn hỏi, thực nhơn nhơn thực đến hồi chẳng không? Trích sấm truyền Đức Phật Thầy Tây An, lưu ở Đình Tòng Sơn năm 1849, do ông Nguyễn Văn Hầu biên khảo ấn tống năm 1973, bần sĩ vô danh biết cơ trời. Làm sao tránh khỏi kỳ vân ôi? ba bên bốn phía đang vây phủ, trùng trùng điệp điệp đến không lơi. Rồi đây phong cảnh ôi thảm não, khắp trong hoàn vũ sẽ dã rời. Năm mẹo, trích tiên tri của đức cậu bần sĩ vô danh, suy đời luận đạo trang 100, thiền tịnh biểu sơn Sydney ấn tống năm 1998. Phụ lục, chuyện bên thầy. Sau đệ nhị thế chiến Nhật, Đức, Ý bị đồng minh đánh bại, Nhật bị hai quả bom nguyên tử, Nhật hoàng đầu hàng vô điều kiện, một hôm đức thầy đang tiếp chuyện với hai vị khách quý thuộc hàng trí thức. Hôm nay, nhằm ngày trực của ông giáo Khương, ông Khương vừa bưng nước trà đến phòng khách, nghe một vị khách hỏi thầy: "Thưa ông tư, sau đệ nhị thế chiến chấm dứt, ông tư có thể đoán trận giặc thứ ba sẽ xảy ra không? Nếu có thì vào năm nào và ở đâu?" Đức thầy đáp: "Trận giặc thứ ba sẽ có, nhưng tôi không thể định chắc vào năm nào, vì còn do sự gieo nhân của nhân của nhân loại. Nếu họ gây tạo nhân ác nhiều thì sớm bằng ít sẽ muộn hơn, nhưng cũng trong chu kỳ hạ. Ngươn này, còn ngoài chiến tranh thứ ba bùng nổ chắc chắn sẽ khởi từ vùng Trung Đông. Khi cuộc chiến ở Trung Đông tạm ngưng sẽ đến vùng Á Đông, thuật theo lời ông giáo Khương. Sydney, ngày 27 tháng 5 năm 2023, kỳ vân cư sĩ biên khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem. thank yeah. you